Hôm nay trời đẹp quá cho nên hai mình quyết định là sẽ đi ra công viên để bẻ mận gừng của Út. Bây giờ thì hai mình chỉ mọi người cái mận gừng này nhé. Nó mọc theo từng chùm giống như là cái mận bên Việt Nam mình á, mà cái lá nó cũng giống giống vậy nè. Cái lá nó rất là thơm luôn. Một chùm nó có nhiều trái lắm. Mình cho mình thơm. Cái trái này á ăn y chang trái mận bên Việt Nam của mình luôn, chỉ có cái là nó nhỏ thôi, nhỏ nhỏ xinh xinh dễ thương. Chùm này ăn được rồi nè. Mình lựa mấy trái mà vừa chín to, mấy trái to mà nó chín màu đậm á thì mình bẻ. Hôm nay thu hoạch kha khá nha. Bây giờ tụi mình sẽ đem về rồi rửa sạch nó, lặt mấy cái không cần thiết bỏ đi. Sau đó là chấm muối, lựa mấy trái non, lựa lá rồi ra. Giờ mình sẽ cho mọi người coi phía trong nó như thế nào ha. Có giống trái mận không? Ở đây nó có một cái hộp nè. Ở giữa hộp thì nó giống y chang hộp mận luôn. Thấy không? Thấy không? Chỉ có cái là nhỏ thôi. Rửa ra cho coi. Dễ thương ha. Nè, nghe tiếng nè. Giống như cảm giác mình bẻ trái mận này đó. Bây giờ tụi mình sẽ cắt cái màu của trái mận này nha mọi người. Nè, nó có cái màu này, cắt bỏ. Chừng nào mình ăn thì mình bỏ hộp thôi. Nhớ hồi nhỏ mình leo mình bẻ trái sắn rồi mấy cái trái dại dại ăn á, thì cái này nó cũng giống như vậy đó. Cái trái này mà bên Việt Nam chắc mấy đứa nít bên Việt Nam nó thích lắm á ha. Bẻ chắc cho lũi cái cây luôn. Tuổi thơ dữ dội. Bẻ một trái chưa kịp chín còn xanh nó dứt hết rồi. Ồ, ăn ngon lắm á nha. Ăn y chang trái mận luôn, ngọt ngọt. Cũng hơi chua chua một chút xíu. Chấm muối ăn ngon lắm á. Nếu mà thèm mận quá, ăn trái này cũng được. Xong rồi nè mọi người. Về thì mình ăn thôi. Mình ăn thì giống như trái cherry của mình hay gì đó. Nó nhỏ nhỏ vậy luôn nè. Mình chỉ cần bỏ vô miệng xong mình lận cái hộp mình bỏ ra là được. Nha. Chấm muối nè. Kích thích không?